cạnh việc có một chuyến đi du lịch đến các địa điểm thú vị, thì ngồi làm việc hay họp mặt bạn bè ở các quán cà phê cũng là lựa chọn được nhiều bạn trẻ yêu thích. Vì thế, những quán cà phê sở hữu nhiều view đẹp cùng những tách cà phê thơm ngon đang là lựa chọn của nhiều bạn trẻ hiện nay. Ngay từ những ngày đầu xuất hiện, Seven Days Coffee đã là địa điểm thu hút du khách vì là một trong những quán cà phê độc đáo ở Sài Gòn. Không gian được thiết kế và trang trí đơn giản, tạo nên cảm giác thoải mái, thư giãn sau những giờ làm việc. Vị trí sở hữu những view đẹp, không gian quán toát lên vẻ hiện đại và mạnh mẽ, tạo nên sự hấp dẫn cho khách hàng. Bên cạnh đó, menu của Seven Days Coffee mang tới cho khách hàng loại cà phê mộc nhất, thật nhất. Từ những hạt cà phê được tuyển lựa kỹ càng, cà phê đã rang xay hoàn toàn tự nhiên, không dùng hương liệu, mang tới cho khách hàng hương vị thuần khiết, mang mùi trái cây thơm lừng, hoàn toàn thật trong từng tách cà phê. Với phương châm mang đến cà phê Việt, thuần Việt nhất cho người Việt Nam, hiện tại, thương hiệu này đang sử dụng cà phê hạt cao cấp nhất, được rang bởi chuyên gia rang cà phê đạt chứng nhận SCA Specialty Coffee Association, Hiệp hội Cà phê Đặc sản Thế giới, được kết hợp giữa Hiệp hội Cà phê Đặc sản Hoa Kỳ, SCAA, và Hiệp hội Cà phê Đặc sản Châu Âu, SCAE. Hơn nữa, nguồn nguyên liệu cà phê còn đạt chất lượng kiểm nghiệm của Eurofins, Viện Kiểm nghiệm Sắc ký Hải Đăng, được nhà nước công nhận. Seven Days Coffee là một cửa hàng với thức uống đặc trưng là cà phê. Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi rất chú trọng vào cà phê. Chúng tôi tập trung vào tất cả các quy trình chế biến, từ việc trực tiếp hướng dẫn trang trại cách sơ chế, từ rang xay đến việc pha chế một ly cà phê cho người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả mọi người ở Việt Nam đều có được cho mình một ly cà phê thuần túy và sức khỏe. Tôi thích quán cà phê ở đây vì cà phê ở đây khẩu vị nó rất là ngon, nó phù hợp với khẩu vị của tôi. Và cái phong cảnh thì ở đây là tuyệt, view thì nhìn ra bên ngoài rất là đẹp. Và chất lượng cà phê thì tương đối là rất ngon. Hương vị đậm đà. Việc sử dụng hạt cà phê nguyên chất, không chất bảo quản, không chỉ mang đến sức khỏe và an toàn cho khách, mà còn là trợ thủ đắc lực trong quá trình giảm cân. Cùng với tiêu chí vừa ngon lành, vừa bổ dưỡng, tất cả các sản phẩm của cửa hàng Seven Days Coffee đều mang đến sự thơm ngon, hấp dẫn cho khách hàng, nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu khỏe đẹp.